khán giả đang theo dõi bản tin tài chính kinh doanh sáng. Vừa rồi là một số nội dung đáng chú ý, xin mời quý vị đón xem. Một lô hàng 15.000 tấn tôn trị giá 12 triệu đô la Mỹ vừa được tập đoàn Hoa Sen xuất khẩu đi Mexico. Đây là lô hàng tôn mạ lớn nhất xuất khẩu vào thị trường Mexico sau khi hiệp định CPTPP có hiệu lực, thể hiện nỗ lực to lớn của tập đoàn Hoa Sen nói riêng và ngành thép Việt Nam nói chung trong bối cảnh cánh cửa xuất khẩu vào các thị trường lớn ngày càng khó khăn. Tính đến nay, sản phẩm thương hiệu Hoa Sen đã có mặt ở hầu hết các nước thành viên của CPTPP, nhưng chủ lực nhất vẫn là thị trường Úc, Mexico, Canada, Malaysia và sản lượng xuất khẩu vào các thị trường này đang tăng trưởng tốt kể từ sau CPTPP. Vâng, thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin sáng nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.